Lại là Linh đây. Và đây là một cái thông tin mà rất là nóng hổi, rất là sốt dẻo. Thưa anh em, chương trình Face of the Future của chúng ta đã quay trở lại như ước mơ của anh em. Và đây, chúng ta đã có 10 ngày để chúng ta tham gia gói đầu tư này. Chiết khấu lên đến 1/90 nha anh em. Đó. Cái chương trình này nó rất là đặc biệt, là anh em 5.000 đô anh em sở hữu được 450.000 cổ phần. Đấy, cái thời hạn thì anh em nhìn thấy đây, thời hạn đang mở cho mình là 10 ngày. Đó. Và đây, anh em có thể nhìn thấy ở đây là cái gói đầu tư của chúng ta đây. Thì vừa được trả thắng hoặc được trả góp mà cái lượng cổ phần vẫn như thế. Đó, 450.000 cổ phần trả thẳng hoặc trả góp trong vòng 10 tháng. Đấy, tức là mỗi tháng là chúng ta trả 500 đô nha anh em. Chiết khấu 1/90. Đây, 5.000 đô trả thẳng hoặc là 500 đô một tháng trả góp. Thì chúng ta có thể đầu tư gói này và chúng ta được cái quyền lợi ở đây này. Quyền lợi ở đây là như này nha anh em. Chúng ta được cổ phần là cái rất giá trị rồi. 450.000 cổ phần rất là giá trị. Và thêm nữa ấy, là chúng ta được ghi danh 3D như này. Đây, được ghi danh 3D như này, tên này, quốc gia này. Đấy. Và đi kèm với con tàu Skyway thì cái hình ảnh này của chúng ta, cái video này của chúng ta sẽ được lưu lưu trữ ở tại bảo tàng Belarus và ở tại UAE. Đấy, thì rất là nhiều anh em, rất là nhiều cổ đông đang mong chờ cái gói ghi danh này được mở lại và cầu được ước thấy. Thì bây giờ công ty đã mở lại cho anh em, bởi vì anh em mà rất hay kiểu nộp đơn để yêu cầu gói này được mở lại ấy. Thế bây giờ chúng ta đã mở lại rồi và chúng ta có 10 ngày để chúng ta tận dụng cơ hội này. Theo như Linh được biết thì hình như là tất cả mọi tài khoản đều được mở chương trình này. Anh em hãy vào tài khoản cá nhân và khi mà anh em vào và anh em thấy thì hãy nhấn ngay nút đầu tư nha. Hãy nhấn ngay nút đầu tư để sở hữu 450.000 cổ phần cho bản thân mình nha. Chúc mừng anh em nha. Siêu tuyệt vời luôn, đúng là tập đoàn của chúng ta siêu tuyệt vời đã cho chúng ta một cái đề xuất đầu tư trên cả tuyệt vời, lại còn cho chúng ta được ghi danh nữa. Ghi danh thì chỉ được ghi danh một lần thôi nha anh em, còn anh em sẽ được đầu tư nhiều lần. Chúc mừng anh em nha. Nhanh tay anh em ơi.